Lần trước mình đã có video mở hộp về cái mẫu máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, một cái tên rất là dài đúng không nào? Và cái mẫu máy tính bảng đó thì nó có giá rất là cao, nó rơi vào khoảng gần 14 triệu cơ. Thế thì nếu mà muốn có được cái sự lựa chọn mà nó tiết kiệm tiền hơn ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản Samsung Galaxy Tab S9 FE, cái phiên bản mà nó không có Plus. Thế thì đối với cái phiên bản đấy thì nó bị cắt cái gì nào? Nó sẽ giảm kích thước màn hình này, thì hiển nhiên là nó sẽ giảm về cái dung lượng pin rồi, chứ còn tần số quét màn hình và chất lượng tấm nền thì là gần như là giống nhau nhá. Đấy, chúng ta sẽ giảm một chút về RAM, RAM 6 so với RAM 8, và chúng ta sẽ không có camera góc rộng ở phía sau. Đấy, thế thôi. Và chúng ta lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền, được khoảng 3 triệu rưỡi, thì mình nghĩ là đây cũng là một trong những sự lựa chọn. Còn tất nhiên ở trong cái tầm giá này của Samsung Galaxy Tab S9 FE ấy, thì là nó sẽ xem tầm giá với cả iPad Gen 10. Đấy, thế thì nó sẽ có 3 cái điểm mà nó nhỉnh hơn so với iPad Gen 10. Đấy là thứ nhất, nó có kháng nước kháng bụi IP68. Không nhiều máy tính bảng có kháng nước kháng bụi IP68 đâu. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ trong nó thoải mái hơn rất nhiều. Với cùng một tầm giá chúng ta đã có thể mua được Tab S9 FE phiên bản bộ nhớ trong 128GB để lưu trữ nó thoải mái hơn. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình tần số quét nó cao hơn, đấy là 90Hz, nó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm mượt mà hơn so với cả iPad Gen 10. Đấy, còn tất nhiên iPad thì nó sẽ hơn hẳn hai cái điểm đấy, à hơn ba điểm chứ. Thứ nhất là thương hiệu, thứ hai nữa là hiệu năng của nó cũng hơn, và cái thứ ba nữa là cái trải nghiệm hệ điều hành thì nó khác biệt hơn rất nhiều so với Tab S9 FE. Đấy thì Tab S9 FE thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà muốn đổi gió thì chúng ta có thể cân nhắc, chứ còn nếu không thì có thể mua iPad cũng tại Cellphonet luôn nhé các bạn nhé. Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này rồi. Rồi, và chào mừng con đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với những câu hỏi chi tiết. Câu hỏi đầu tiên, có bạn hỏi là dưới 5 triệu khá là khó để tìm một chiếc Android mới hàng tốt, thì nên mua Samsung cũ hoặc là iPhone cũ. Còn từ 5 triệu trở lên thì Android lại càng đáng mua hơn iPhone ở trong cái tầm giá, đặc biệt là tầm 20 triệu thì S23 Ultra đang là tốt nhất. Vậy nên là những lời khuyên mà bạn mua Android dưới 5 triệu chưa chắc đã là Android fan đâu nhé. Hoặc có dã tâm dụ bạn mua máy đểu rồi chán đổi sang iPhone. Đấy, thế thì có bạn bảo là 5 triệu mua được điện thoại tốt, à không mua được điện thoại tốt chắc chưa. Thế thì cá nhân mình thì mình nghĩ là như này này. Nếu mà chúng ta nghĩ đến những cái chiếc điện thoại hàng chính hãng đi, thì 5 triệu chúng ta sẽ có không có nhiều những cái sản phẩm mà nó quá tốt, nhưng mình nghĩ là nó cũng đủ phục vụ những nhu cầu của chúng ta đấy. Ví dụ như là Tecno Pova 5 này là mình thấy là cũng được cái chứ, đâu đến nỗi nào đúng không nào. Hay là Redmi Note 12 là cũng được cái chứ. Đấy, đấy là những cái điện thoại mà dưới 5 triệu hàng chính hãng là mình thấy được cái chứ. Nhưng đối với cả những cái chiếc điện thoại hàng xách tay đi, thì chúng ta sẽ có được những cái sự lựa chọn mà nó có một hiệu năng nó rất là cao. Ví dụ như là Redmi Note 12T Pro. Đấy, cái chiếc điện thoại này có con chip rất là mạnh. Hay là thậm chí bây giờ chúng ta có thể lựa chọn là những chiếc điện thoại mà chạy con chip Snapdragon 870, ví dụ như là Redmi K40. Các bạn có thể search cái cụm từ khóa để Redmi K40 dương dê là các bạn sẽ ra thôi. Hay nếu chúng ta chấp nhận hy sinh một chút về phần hiệu năng, chúng ta muốn một cái chiếc điện thoại nó đồng đều hơn, các bạn có thể mua Redmi Note 13 Pro rồi. Đấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn mà tốt ở trong cái tầm giá khoảng 5 triệu ấy chứ. Nếu bây giờ mua iPhone cũ đi thì chúng ta sẽ mua được cái gì ạ? Chúng ta sẽ mua được cỡ là iPhone 10R, đúng nào, màn hình thì không được đẹp, camera thì chỉ có một cái, pin thì cũng không được trâu, đúng không ạ? Hay là bộ nhớ trong chỉ có 64GB, các thứ, viền màn hình thì dày. Còn nếu mà mua Samsung thì chúng ta sẽ mua được cỡ là Samsung Galaxy S10 Plus, kiểu như thế. Đấy, nhưng mà rõ ràng là những cái chiếc điện thoại đó thì không thể nào mà so được với những cái chiếc điện thoại Android mới mà mình kể ra đâu, ít nhất là về hiệu năng là không thể bằng được này, đúng không nào? Hay như là tần số quét màn hình cũng không bằng được này, pin sạc là không thể nào mà bằng được rồi. Đấy, thì mình thấy là dưới 5 triệu mình lại càng ưu tiên mua điện thoại Android mới hơn là iPhone cũ về Samsung cũ. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng là nếu mà dưới 5 triệu chúng ta mua iPhone cũ về Samsung cũ mà lại là điện thoại flagship nhá, thì cái đời của nó sẽ rất là sâu. Đấy, kiểu như S10, S10 Plus thì cũng cách đây khoảng hơn 3 năm rồi. Hay như là iPhone 10R thì nó lại còn cách đây còn lâu nữa cơ, đúng không nào, 4-5 năm rồi. Đấy, vậy nên là mình sẽ không ưu tiên mua Samsung với cả iPhone cũ trong tầm giá dưới 5 triệu, mà mình sẽ ưu tiên mua những chiếc điện thoại Android hàng mới hơn. Và mình nghĩ là thực ra cái comment này của bạn ấy thì mình thấy là có thể là bạn chưa tìm hiểu kỹ về những cái chiếc điện thoại đó thôi, chứ nếu mà bạn tìm hiểu kỹ rồi thì chắc là chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ nó khác hơn. Đấy chứ ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trung Nguyễn Văn. Bạn hỏi là
Anh Dương đẹp trai cho em hỏi ạ. Úi, khen mình đẹp trai là chắc chắn là được chọn chọn câu hỏi lên rồi. Thôi mình đùa thôi nhá. Rồi bạn hỏi là em đang tính mua một con máy xách tay làm máy chính trong vòng 4 năm. Nhu cầu của em là không bị trễ thông báo, camera chụp ổn, có sạc nhanh. Mong anh và ekip tư vấn. Em chỉ có tài chính là khoảng 9 đến 10 triệu. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ có một số những sự lựa chọn. Ví dụ như bây giờ là mình đang nghiêng nhiều nhất về chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra đấy. Chiếc điện thoại này là một cái chiếc điện thoại mà bạn có thể dùng được lâu dài, 4 năm là vẫn được đấy. Nhu cầu là không bị trễ thông báo, bạn yên tâm. Camera của nó chụp ảnh rất là đẹp, nó có hỗ trợ sạc nhanh, màn hình của nó cũng đẹp, thương hiệu của nó cũng tốt. Và trong cái khoảng giá từ 9 đến 10 triệu là mình nghĩ là đấy là một trong những sự lựa chọn rất đáng để chúng ta quan tâm. Đấy. Tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có những sự lựa chọn khác nữa, ví dụ như là Redmi K60 Ultra đi. Cái sổ này thì mình dùng thì không bị trễ thông báo. Đấy. Camera chụp ảnh ở mức độ ổn, nó không đến mức độ đẹp được như là S21 Ultra được, nhưng mà chụp vẫn ổn và sạc của nó thì siêu siêu nhanh luôn. Đấy. Thì các bạn có thể cân nhắc, các bạn có thể search những cái cụm từ khóa là tên sản phẩm kèm theo tên của mình ở phía sau ấy. Ví dụ như là S21 Ultra Dương Dê này, hay là Redmi K60 Ultra Dương Dê, thì các bạn sẽ ra thôi. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là anh Dương ơi, tư vấn giúp em máy cho nữ dùng từ 6 đến 8 triệu. Nhu cầu là dùng các tác vụ thông thường, chụp ảnh đẹp, hiệu năng ổn một chút, bởi vì bạn em là dùng lâu dài, không chơi game, không iPhone, và đặc biệt là có màu trắng hoặc là màu bạc. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Với cái câu hỏi này các bạn ấy, thì mình sẽ có một trong hai sự lựa chọn như sau. Cái sự lựa chọn thứ nhất, đấy là cái điện thoại mà mình vừa mới mở hộp cách đây không lâu. Đấy là Redmi Note 13 Pro Plus. Đấy. Đây là một cái điện thoại mà nó có màn hình cong, tương đối là phù hợp với cả phụ nữ. Cái nhu cầu sử dụng tác vụ bình thường thì nó quá thoải mái rồi, các bạn cứ yên tâm. Bởi vì con chip của nó đã ngang cỡ tầm khoảng Snapdragon 778 cơ, 778G Plus ấy. Thì cái chụp hình của nó thì năm nay là cái sản phẩm đó nó đã cải tiến về vấn đề chụp hình rất là nhiều. Và mình có cái cảm giác là cái thuật toán của cái Redmi Note 13 Pro Plus nó khá là giống với cả Realme với Oppo ấy. Đấy, tiếp tục nữa nào. Hiệu năng ổn một chút thì mình cũng đã nói rồi, hiệu năng của nó ổn thì bạn có thể dùng lâu dài được với các tác vụ thông thường. Và tất nhiên nó không phải là iPhone, nó có màu trắng, cái phiên bản của mình mở hộp hôm đó là nó có màu trắng. Và ngoài ra nữa thì nó còn có sạc rất là nhanh, màn hình đẹp, có loa kép, rồi một cái bộ nhớ trong cũng tương đối là thoải mái. Đấy, thì mình thấy là con đó là con phù hợp với cả bạn nữ. Tiếp tục nữa nào, còn một cái con nữa, đấy là Realme GT Neo 5 SE. Thì cái thời điểm đầu lúc mà mình mở hộp cái sổ này thì nó bị lock SIM, nhưng bây giờ thì unlock SIM hoàn toàn bình thường, sử dụng rất ngon luôn. Nó là một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp, hiệu năng của nó rất tốt với con chip 7 cộng Gen 2. Bạn của bạn là không dùng iPhone, không thích iPhone thì nó tất nhiên rồi, nó là của Realme. Đấy. Và đặc biệt là cái màu trắng của nó, mình cũng vừa mới mở hộp cái đây không lâu, thì cái màu trắng đấy nó là cái mặt lưng giả da. Đấy, mặt lưng giả da rất là đẹp, rất là sang luôn. Và bạn có thể cân nhắc mua con đó cho bạn gái. Mình ấy thì chính ra là mình nghĩ là phù hợp với nữ hơn thì chắc là Realme GT Neo 5 SE, bởi vì là cái camera của Realme nó rất là giống với Oppo về phần mềm, và cái thuật toán của nó tương đối là nịnh mắt dành cho chị em đấy. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái sản phẩm đó nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Các bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi là S23 Ultra cuối năm nay thì có giảm giá hay không, và nếu giảm thì là giảm bao nhiêu, vì em muốn chuyển sang sử dụng Android. Nếu mà giảm nhiều thì em sẽ nếu mà giảm nhiều thì em chờ S24 luôn, chứ mua S23 Ultra hơi tiếc, mong anh hỗ trợ, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì thường là trước khi những cái sản phẩm đời mới ra mắt thì những cái sản phẩm đời cũ nó sẽ giảm giá. Còn sau khi những cái sản phẩm đời mới ra mắt ấy, thì chưa chắc là những cái sản phẩm đời cũ nó đã giảm giá đâu, mà thường là nó sẽ giảm từ trước đó rồi. Thì mình nghĩ là thời điểm cuối năm nay thì gần như chắc chắn là S23 Ultra sẽ phải giảm giá rồi. Bởi vì khả năng là tầm khoảng tháng 2 dương lịch năm sau thì S24 Ultra sẽ ra mắt. Đấy, vậy nên là S23 Ultra khả năng trước đó là sẽ phải giảm giá rồi. Tết âm lịch năm nay thì nó vào tầm khoảng giữa tháng 2. Còn Tết dương lịch thì các bạn thấy đầu tháng 1 đúng không nào? Thì mình nghĩ là chắc là cỡ tầm khoảng cuối tháng 1 là bắt đầu S23 Ultra giảm giá rồi. Còn giảm giá có nhiều hay không ấy, thì thực sự cũng sẽ rất là khó đoán. Nhưng mình nghĩ là cái giá của S23 Ultra tầm cuối năm nay nó sẽ rơi vào tầm khoảng 18 triệu rưỡi, bằng với cả S22 Ultra năm ngoái.
Đấy, nghĩa là mình dựa vào cái giá của S22 Ultra thời điểm mà giá nó thấp nhé, để mà làm tham chiếu sang S22 Ultra. Đấy, sẽ cỡ tầm 18 triệu rưỡi. Còn bây giờ thì các cửa hàng đang bán loanh quanh tầm khoảng 20-21 triệu. Thực ra lại là cái mức giá 18 triệu rưỡi là đã có một số lần ở trong năm là các bạn đã có thể mua được rồi, nếu như các bạn săn sale ở trên các cái buổi livestream hay là trên các cái sàn thương mại điện tử xong áp mã voucher các thứ vào đấy. Nhưng mà cái số lượng đấy nó không có ý là cái số lượng nó không phải là quá nhiều và nó không phải là dành cho số đông. Còn nếu mà để mà bảo là giảm đại trà mà tất cả các đại lý đều để cái giá kiểu kiểu như vậy thì mình nghĩ là phải đợi đến cũng tương ứng tầm cuối năm đấy. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Có bạn hỏi là anh Dương và mọi người cho mình hỏi, mình dùng sò lạnh thì có khi nào máy lạnh quá đọng nước gây ảnh hưởng đến máy hay không? Dùng quạt tản nhiệt thì có vẻ kém hiệu quả. Thực ra ấy, là ở trong những cái chiếc máy như này thì mình nghĩ là các bạn không sợ bị đọng nước ở bên trong đâu, bởi vì là cái lượng hơi nước ở bên trong những cái máy như này thực sự là nó rất là ít. Cái không gian ở bên trong máy nó là không gian hẹp mà. Đấy. Nên là các bạn không cần phải quá lo lắng về cái tình trạng là bị đọng nước đâu. Đó. Nên là với mình ấy, thì mình nghĩ là các bạn cứ sử dụng thoải mái đi. Cái việc đọng nước như thế này, đọng một giả sử như nó có như là một cái lớp rất là mỏng như thế nhé, thì gần như nó còn không ảnh hưởng gì đến máy. Chỉ có cái sợ là nếu mà máy nóng quá nó mới sợ thôi, chứ còn cái này thì không cần phải lo cái việc là bị đọng nước ở bên trong đâu nhá. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.